Vạn Ý Văn á hậu Tiểu Tam khiến Trần Tỷ Đan tan cửa nát nhà, từ chối đại gia và 4 tháng hẹn hò đã tìm được hôn nhân viên mãn. Vạn Ý Văn là ngọc nữ đình đám một thời của đài ATV trong những năm 1990. Cô từng khiến tài tử Trần Tử Đan say mê tới mức ruồng bỏ vợ con để theo đuổi bằng được. Nói đến Vạn Ý Văn, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ ngay tới nàng á hậu xinh đẹp, đình đám một thời khiến cho siêu sao võ thuật Trần Tử Đan si mê cuồng nhiệt, thậm chí còn vì cô mà ruồng bỏ vợ con. Với nhan sắc xinh đẹp hoàn hảo, mỹ nhân này từng được biết bao đại gia theo đuổi, nhưng cô lại lựa chọn về chung một nhà với một vị biên kịch dành trọn tình yêu cho mình. Vạn Ý Văn sinh năm 1970 trong một gia đình khổ đau khi cha mẹ thường xuyên cãi nhau vì tính cách không hợp. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng với mẹ và bắt đầu làm người mẫu tại một cửa hàng váy cưới khi mới 19 tuổi. Khi ấy, ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu châu Á tình cờ đến mượn trang phục, phát hiện ra người đẹp và mời cô tham gia. Biết được có cơ hội ra nước ngoài khi dự thi, Vạn Ý Văn đồng ý. Tuy nhiên cô chẳng hề mặn mà với cuộc thi sắc đẹp đình đám này, thậm chí còn từng phàn nàn. Sao mãi mà chưa thi xong? Với khuôn mặt xinh đẹp dễ thương, đôi mắt to linh động, đầy cuốn hút và đặc biệt là đôi chân siêu thực dài tới 1m06, trong khi Vạn Ý Văn cao 1m71, cô đã đoạt giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu châu Á. Mỹ nhân này được báo chí Hồng Kông hết mực tung hô là đôi chân đẹp nhất Hồng Kông. Vương Tổ Hiền sở hữu đôi chân thon dài thẳng tắp như vậy nhưng vẫn bị ông trùm 18 còng Phương Tinh chê là chỉ có thể nhìn từ xa. Trong khi đó, chưa từng có một ai buông lời chê bai chân của Vạn Ý Văn, thậm chí còn có một câu nói, miệng thư kỳ, chân Vạn Ý Văn để nói về hai báu vật showbiz này. Sau khi ký hợp đồng với ATV, Vạn Ý Văn được nâng đỡ nhiệt tình, thậm chí đến Hoa hậu châu Á năm đó là ông Hồng cũng không nhận được những đãi ngộ tốt như cô. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất nhưng với nhan sắc và tài năng của mình, Vạn Ý Văn được coi như cái tên đảm bảo về mặt rating cho các bộ phim truyền hình. Thậm chí có một nhiếp ảnh gia của ATV từng chia sẻ, trong số các thí sinh tham gia Hoa hậu châu Á năm đó, Vạn Ý Văn là người nổi bật nhất, quả thực là được tổ nghề đãi ngộ hậu hĩnh. Cô ấy nhập vai rất nhanh, có thể khóc được trong vòng 10 giây. Khi ấy, Vạn Ý Văn quả thực là nhất tỷ của ATV, vượt mặt cả các sao nữ đỉnh đám như Quan Vĩnh Hà, ông Hồng, Ngũ Vĩnh Vi. Cô được đài ATV coi như gà cưng, sắp xếp cho những 6 bộ phim trong vòng 1 năm. Thế nhưng Vạn Ý Văn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nội đình nội đám ngay khi mới bước vào showbiz, cô vất vả ngược xuôi để đóng phim, thậm chí 2 lần phải nằm viện vì bệnh gan trong vòng 1 năm. Để trấn an người đẹp, đài ATV quyết định để cô chỉ đóng 2 bộ phim 1 năm nhưng lại nhận được tiền cát xê gấp đôi. Năm 1999, nữ diễn viên đoạt giải Thị Hậu chứng minh được tài năng của mình. Thế nhưng, ngay khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô lại quyết định rời khỏi showbiz vì lý do sức khỏe. Được biết khi quay bộ phim Khử Tà Diệt Ma, Vạn Ý Văn phải mặc váy ngắn giữa thời tiết dưới âm 10 độ khiến chân cô bị tổn thương vì quá lạnh. Nghiêm trọng hơn, cô còn bị ngã khi leo dây thép khiến xương sườn bị gãy, suýt tổn thương đến gan. Khi đó, mọi người cho rằng không ngất thì hẳn là không nghiêm trọng. Cô cũng cố nhịn đau để hoàn thành cảnh quay. Ai ngờ, vết thương này đã dẫn đến đau thần kinh tỏa và để lại di chứng đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, Vạn Ý Văn quyết rời khỏi làng giải trí. Ngoài sự nghiệp, truyền tình duyên của Vạn Ý Văn cũng được công chúng hết sức quan tâm. Với nhan sắc xinh đẹp, cô được vô số người theo đuổi, nhưng lại chỉ có 2 mối tình công khai và đều là phim giả, tình thật. Khi quay bộ phim Đàn Cello và số 38, Vạn Ý Văn và nam diễn viên trẻ Lữ Tùng Hiền đã nảy sinh tình cảm. Cặp đôi kim đồng ngọc nữ này là mối tình đầu của nhau, thế nhưng khi đó họ còn quá trẻ, quá nông nổi, không biết bao dung nhường nhịn lẫn nhau. Sau vài lần chia tay lại tái hợp, Vạn Ý Văn quyết định hoàn toàn chấm dứt mối tình, bất chấp sự níu kéo của nam tài tử họ Lữ. Năm 1995, Trần Tử Đan hợp tác với Vạn Ý Văn trong phim Tình Võ Môn và trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù khi đó, sư phụ Mua Lan đã có gia đình, thậm chí vợ anh còn đang mang thai đứa con đầu lòng, nhưng Trần Tử Đan vẫn bất chấp dư luận để theo đuổi nàng á hậu xinh đẹp. Trong bữa tiệc của đài ATV, Trần Tử Đan cầm hoa tươi, quỳ gối lớn tiếng thổ lộ tình yêu với Vạn Ý Văn. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em. Hành động này của nam diễn viên khiến cả showbiz phải chấn động, còn Vạn Ý Văn thì cảm động tới rơi lệ. Tôi sẽ không gả cho ai khác ngoài Trần Tử Đan. Thông tin Trần Tử Đan bỏ rơi vợ,
Vạn Ý Văn là tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác rầm rộ trên khắp các mặt báo. Dù vậy, Vạn Ý Văn vẫn bất chấp tất cả, lao vào tình yêu với nam tài tử họ Trần. Có thông tin cho biết, khi Vạn Ý Văn bị giới truyền thông ép hỏi những câu liên quan đến đời tư, Trần Tử Đan đã nổi giận, đánh đập hơn 10 phóng viên, thậm chí có người còn phải đưa tới bệnh viện chữa trị. Thế nhưng, tình cảm của họ cũng chẳng được dài lâu, Vạn Ý Văn ngày càng nổi tiếng, trong khi bộ phim do Trần Tử Đan làm đạo diễn và tự mình đóng chính lại chẳng gây được tiếng vang. Mâu thuẫn giữa họ bắt đầu nảy sinh từ đó. Năm 2000, Trần Tử Đan sang Mỹ phát triển sự nghiệp, cả hai chính thức chia tay. Hai mối tình giang dở khiến Vạn Ý Văn cảm thấy nản lòng. Sau khi cô độc thân trở lại, nữ diễn viên được rất nhiều đại gia đình đám theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Nàng á hậu không khao khát gả vào hào môn mà chỉ muốn tìm một người thật lòng yêu thương và trân trọng mình. Chia tay Trần Tử Đan, Vạn Ý Văn gặp được biên kịch tài năng Trần Thập Tam. Duyên phận giữa cặp đôi này vô cùng lãng mạn, chẳng khác nào tiểu thuyết ngôn tình. Khi Vạn Ý Văn quay bộ phim Đàn Xe Lô và số 38, Trần Thập Tam đóng vai diễn viên quần chúng. Ai ngờ đâu, chúng tiến xét ái tình với cô. Tuy nhiên khi ấy, cảm thấy mình không xứng đáng với người đẹp, Trần Thập Tam không dám thổ lộ tiếng yêu. Ai ngờ nhờ duyên số, cuối cùng họ vẫn đến được với nhau. Trần Thập Tam có vẻ ngoài bình thường, thậm chí là xấu trai so với bạn trai cũ của Vạn Ý Văn. Thế nhưng vị biên kịch này lại nên vợ nên chồng với nàng á hậu chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi. Họ bắt đầu hẹn hò chỉ sau 7 ngày quen biết và 4 tháng sau tổ chức hôn lễ nhỏ nhưng ấm áp tại một giáo đường ở Las Vegas. Thậm chí Vạn Ý Văn còn cho biết: khi hẹn hò được một tuần chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi, chẳng qua còn phải gặp mặt gia đình hai bên và chuẩn bị hôn lễ nên mới kéo dài đến 4 tháng. Sức khỏe quá yếu lại từng chịu nhiều tổn thương do đóng phim, Vạn Ý Văn có thể phải đối mặt với tử thần nếu muốn sinh con. Chính vì vậy, dù đã kết hôn được 20 năm, vợ chồng cô vẫn chưa có con cái. Dù có nhiều tiếc nuối với cuộc sống hôn nhân vắng tiếng trẻ thơ, nhưng cả hai lại càng có nhiều thời gian ở bên nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Vạn Ý Văn rất ít đóng phim mà dành nhiều thời gian bên ông xã. Chúng tôi có thói quen trò chuyện với nhau suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Có khi chỉ ở nhà xem một album ảnh, một bộ phim suốt 10 lần cũng không buồn ngủ vì có anh ấy bên cạnh. Thậm chí, cả hai còn dùng chung một tài khoản Weibo một cách thân mật, chẳng giấu nhau điều gì. Vợ chồng Vạn Ý Văn đều yêu thương động vật, chăm sóc cho chúng như con cái của mình. Thường xuyên nhận nuôi mèo hoang bị bỏ rơi, hiện tại trong nhà cô cả đã có đến 20 chú mèo cưng. Nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và hưởng thụ cuộc sống, thường xuyên đi du lịch, tụ tập cùng bạn bè. Hiện tại Vạn Ý Văn đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung đến bất ngờ. Đặc biệt, đôi chân cực phẩm làm nên thương hiệu của cô vẫn thon thả, nõn nà như thổ son rỗi, khiến cho các mỹ nhân hàng đầu showbiz hiện nay phải ngưỡng mộ và ghen tị.